Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Ôi, và trận đấu khá là sớm. Hôm nay mình chơi nhân vật Acrobat, diễn viên tạp kỹ. Dịch theo đúng nghĩa của nó thì là diễn viên siếc mọi người. Chẳng qua là game thì sẽ sử dụng những cái từ ngữ hoa mỹ hơn để tả về một cái tên nhân vật cho nó cầu kỳ, nó hấp dẫn hơn. Chứ thực sự ra thì nghe diễn viên siếc thì mình thấy cũng khá là phèn. Cái bộ trang phục rất là giỏi trong việc nấu nướng ha. Hôm lâu thì mình cũng có mở cái phần giới thiệu màn trình diễn của cái nhân vật này rồi. Thấy gà quá trời luôn, thèm. Nhưng mà trước mắt thì cứ tỉnh táo, xoay cam nhìn vào cái camera, cái ảnh kia. Không là Josef rồi lù xuất hiện hết. Tiên tri này. Acrobat thì quên, màu mè tiếng Anh quá. Diễn viên tập kỹ thì các bạn có thể sử dụng bom bằng rất là nhiều cái cách sử dụng khác nhau, khống chế hunter, hoặc là các bạn có thể dùng bom để chạy trốn khỏi những đòn đánh bất ngờ. Như mình thì toàn ném bom dơ, còn những cái trường hợp mà sử dụng bom một cách hợp lý thì sẽ sử dụng, còn những trường hợp nào dùng bom để tẩu thoát, tránh những đòn đánh thì chúng ta sẽ dùng. Ôi, từ nha, sắp hết nha. Mình nghi lắm. Biết ngay mà. Trời, cái màu. Úi giời, tại vì hồi nãy là mình thấy tiên tri ngồi cái ghế trong thế giới ảnh ngay chỗ mình luôn. Cho nên là mình đoán thế là kiểu gì nó cũng sẽ đến đây. Tại vì khu vực cái ghế nó gần máy ảnh quá trời. Phán đoán, phân tích để có thể tỉnh một chút. Chứ hôm lâu ơi là lâu mình chơi Aesop bị Josef bất ngờ cho một phát chém tỉnh người luôn. Từ hôm đó đến giờ là mình sợ. Ok, có hai người chị thương rất là sướng luôn. Những cái nhân vật mà chị thương lâu giống như hương sư hoặc là mỹ nhân hoặc lính thuê, các bạn có thể lên thêm cái nhánh cho đồng đội heo. Bởi vì mình thấy không lên thì chị thương cũng được thôi, nhưng mà nó không có nhanh. Cái thời gian chị thương lâu đó thì các bạn có thể sử dụng làm những việc khác như sửa ma máy hoặc là đi cứu người rất là tốt luôn. Cái nhánh bò nhiều khi mình thấy cũng khá là buồn cười. Lúc mà mình không lên á thì cái khoảnh khắc mà bò vào cổng nó bị hụt mất khoảng 1-2 giây, rất là tiếc. Còn cái lúc mà mình lên thì mình chả được bò chút nào. Trời, buồn ơi là buồn luôn. Biết ngay mà. Đâu rồi không biết. Kiểu gì nó cũng lù gần đây thôi, sợ. Đấy, thấy chưa? Thấy mình không? Thấy rồi, đang dí. Ai làm gì ông đâu mà ông ghê dữ trời. Mình đếm bom lửa này cho ông này, ông ấy bị cháy. Bom lửa hình như là không đánh được trong một thời gian ngắn hay sao ấy. Không lâu mình bị dính rồi, mình cũng không đánh được, không sử dụng được skill luôn. Khóa hết, khóa sạch. Rồi mình sẽ tới cứu nữ vũ công. Kể ra thì chơi Josef thì kiếm những cái mạng trận đấu mà không có survival là bác sĩ này cũng khá là ngon. Nhưng mà tụi nó tỉnh lắm rồi, thật sự nó tỉnh lắm luôn. Xong rồi hitbox nhiều khi nó cũng đều nữa, rõ đánh trúng mà nó cứ hụt. Xong nhiều khi vung kiếm lên tụi nó đi lùi lại phát, thế là thôi hụt mất luôn. Khó tả, khó hiểu. Đây là chiếc máy thứ tư, chuẩn bị được 50%. Thanh xuân của Josef chỉ có bật máy ảnh thôi, còn không cho ai ra ngoài thế giới thực để mà lên ghế cả. Hương sư kia rồi. cố lên. Ngày mai mình học buổi sáng nữa thôi là mình sẽ được về nghỉ đến sáng thứ hai. Sáng thứ hai vừa rồi mình nghỉ học luôn á, mình không học thể dục nổi. Tại vì mình mất điện xong mất đầu là nóng, không mất ngủ, không ngủ được. Sáng dậy là chân tay người nó mệt, thế mình báo điện thoại báo thầy xin cho nghỉ. Nghe đầu đang học karate 20 bài quyền, rồi cuối kỳ rồi giữa kỳ gì đó là kiểm tra mà mình cũng chả học luôn, rồi cũng chả biết sao mòn mò. Số từ khổ dễ sợ luôn. Để cuối tuần này về rồi lấy cái quạt tích điện. Cái quạt này nó khá là giống với cái điện thoại ấy các bạn. Sạc pin xong rồi là xài khi nào nó hết pin thì thôi, nhưng mà được cái là nó mát. Nó không có halo như là những cái quạt bình thường các bạn đang xài, nó phải có cắm điện trực tiếp nó mới chạy được. Rồi mai mốt là phụ thân lại còn mua cho một cái tủ lạnh nữa. Trời ơi, tưởng tượng đến cái ngày đó mua nước ngọt rồi xúc xích các kiểu bỏ vào, thèm thì ốt, đại ca thoát luôn. Trời ơi, đại ca quá mệt mỏi khi mà đi truy tìm survival. Mình quay trở lại với map thị trấn Ngủ Quên đây. Đây là ngày thứ tư rồi, và ngày mai có lẽ là cái map này sẽ bị thay đổi các bạn ơi. Chơi cho đỡ nhỡ nhung, cho đỡ nhung nhớ. Từ mai về sau các bạn sẽ không còn thấy những cái địa hình quen thuộc nữa đâu, nó thay đổi một vài vị trí. Thường thường các bạn sửa máy á, lên trên những cái tòa nhà thế này này, tâm lý không phải chỉ riêng mình nghĩ là ngay cả bản thân mình thôi, rất là lười lên những khu vực này luôn. Nó cao xong rồi dí nó cũng mệt. Bởi vì các bạn tới là tim đập rồi, là survival nó sẽ chủ động với nhảy cửa sổ mất tiêu. Dí mệt. Cứ bằng phẳng địa hình mà tiến tới. Hôm nay gặp Ringwick, đi tới lấy cái ấn đã. Dữ nha, chơi Dream Witch trong cái map này hơi bị dữ dội rồi nha. Bác sĩ lấy cái ấn rồi. Bác sĩ lấy ấn thì sẽ hiện cái ấn màu tím lên trên biểu tượng của nhân vật bác sĩ, các bạn thấy không? Đó. Khi nào mà các bạn bị Dream Witch ấn hầu thì các bạn hãy cầu cứu những người nào có cái huy hiệu màu tím đó, để họ có thể xóa cho bạn. Nói chung thì thêm cho vui thôi, nhưng mà đôi khi mình thấy cũng khá là có ích ấy. Bởi vì lắm khi đâu có biết là bản thân mình hay là ai có cái ấn để mà có thể cứu cho đồng đội đâu. Bởi vì xóa hầu rất là quan trọng để khắc chế Ringwick. Mà lỡ mà nó không sử dụng hầu mà con hầu cứ đi di chuyển theo bạn á, thì các bạn có thể dừng lại. Ôi, làm gì Aesop. Các bạn cứ dừng lại để cho con hầu đứng lại rồi các bạn di chuyển tiếp nhé. Đừng có cố chạy càng dí. Chỉ trừ khi nào mà các bạn đi quá xa, cái vạch đỏ nó đi qua con hầu ấy, thì lúc đó nó mới đi theo bạn thôi. Còn lởn vởn xung quanh đấy thì cứ an tâm. Úi giời ơi, Aesop. Kìa con hầu kìa. Cũng rất là cảm ơn cái nhân vật Ringwick này, bởi vì nhờ nhân vật này mà mình được nổi được các bạn biết tới rất là nhiều. Hiện tại thì cái skin Tommy của bạn Quỳnh cho mình mượn thì nó được 98.000 lượt xem rồi, trời ơi. Chỉ còn 2.000 lượt xem nữa thôi là mình sẽ có một cái clip lịch sử trong kênh của mình được 100.000 người xem. 100.000 lượt xem, trời ơi, rất là sung sướng luôn. Mình đang chờ đến cái ngày mà cái video của mình được 100.000. Vui quá trời luôn. Sửa máy nhàn ghê luôn á. Bởi vì bác sĩ cũng dính hầu kìa. Ngày nào mình cũng lên YouTube mình check xem là nó lên được bao nhiêu view, rồi đọc xem comment của các bạn đang nói cái gì. Mà mình thấy dạo này các bạn đi học ấy, thì mình có cái cảm giác giống như là đi học rồi đang giờ học đăng video lên đúng 10 giờ rưỡi thì mình thấy là cái giờ đó các bạn chưa về cũng khá là khó để xem đúng không? Hay là mình nên đổi lịch thành 11 giờ rưỡi, mình đang suy nghĩ như vậy. Nếu mà các bạn có xem được video clip này thì mà có nghe được cái dòng chữ này của mình thì các bạn có thể cho mình ý kiến để mình có thể thay đổi lịch cho các bạn xem để các bạn có thể đỡ tiếc hơn, tại vì đăng muộn của đăng giờ sớm quá cũng khá là khó, bởi vì bây giờ các bạn đi học rồi đúng không? Mình đoán là vậy. Đấy, được cái ấn này thơm, đứng im xóa hầu, đứng im xóa hầu đó. Con hầu sắp mất rồi này, cho bạn xem full HD mất con hầu luôn. Còn đúng một máy thôi, sửa nốt đi, sửa nốt đi, cái máy này là xong rồi nè. Ôi lính thuê gục mất tiêu, không biết có sửa kịp để máy nổ không. Nổ máy đi, nổ máy đi để mình ra mình xem sao chỗ này. Đi ra cổng thôi, hầm ở đây luôn. Bộ skin này nhìn cute ha, mình rất là thích màu đỏ với màu trắng luôn đấy. Đây là hai cái màu mình cực kỳ thích, màu đen với màu vàng nữa. Lúc nào không biết sở thích sao chứ mình lúc nào cũng thích cái áo một màu thôi. Giả sử đỏ thì đỏ luôn, không thì trắng luôn, vàng thì vàng luôn. Chứ nhiều màu nó cứ xen sao sao ấy. Trời, tập kỹ mở cổng kìa, chán ghê. Trận đấu này nhàn, không bị Hunter đuổi giết trơn. Ui mắt đỏ đấy coi chừng. Ôi nó dí, nó dí bác sĩ rồi. Mình mở cổng. Không sao, kể cả nó đánh gục bác sĩ thì nó mất hầu thôi, không lo lắng cho lắm. Gục rồi, mất hầu luôn. Bò ở đây không có tông tui, má ơi, má trinh. Cái tàu đi nhanh đi, không tạo hầu bây giờ. Trộ lính thuê như một cơn gió đó kìa. Chạy đi, bác sĩ có cái quan tài rồi. Bác sĩ có quan tài rồi, chạy đi, chạy đi. Nó mà cho lên ghế là thôi xong, mất dấu luôn. Ringwick sắp hết mắt đỏ rồi, chỉ còn khoảng 10 giây nữa thôi. Lính thuê ơi lính thuê, khổ ghê luôn. Để mình cứu, vẫn còn là nhánh 6. Từ từ để hết mắt đỏ được cứu. Rồi thoát thôi, còn nhánh 6 nè, ngon quá trời luôn. À thanh niên thoát rồi. Để mình xài nốt mấy cái bom còn lại đã, không phí. Cả trận đấu được vài quả bom xài đi. Ôi kìa nó hoạt động được kìa, nó hoạt động được kìa. Từ từ nha, từ từ. Bánh kem đó nha, chê đi nha. Ô, xài nốt, làm tạo hầu cho bạn lính thuê làm gì không biết. Còn quả bom băng này. Ê còn nốt bom nè, xài luôn đi. Cái bom bùn này dính vô thì chả thấy hiệu ứng gì ha. Thôi mình thoát đây. Ok và mình sẽ kết thúc video clip đây. Và hẹn gặp lại các bạn ở trận đấu lần sau. Và nhớ ủng hộ channel của mình nha. Ngày mai có Hunter mới, Survival mới rồi, reset rank luôn rồi.